bỏ xa để anh giúp em được không? Không giúp được đâu. Tại vì sao? Anh em nào ở xa mà thật sự người ta muốn dọn á, là người ta chỉ gọi nói tay ơi, tao gửi xe vô mày ra rồi đó mày nhận, hoặc là người ta giao tới tận nhà. Đây, xe quay Thái 100 của Bình Định không? Của em trai Bình Định muốn dọn cái xe quay Thái 100 lại, là gửi thẳng vô một cái xe nó anh. Đây, ngày mai ra ngoài bến xe miền Đông nhận cái xe. Cái điểm gửi xe đồ là do chủ xe tự tìm và tự quyết định hết. Các bạn hiểu không? Chứ nhiều khi các bạn ở mọi tỉnh thành mà bạn hỏi mình gửi sao rồi mình đâu có biết được, đâu biết bạn đâu. Thì xe này là quay Thái 100, mình sẽ lại dọn mới lại từ đầu. Và mình coi thử cái xe này nó lai đạp những cái gì. Và quay Thái 100 cái chó đèn nó có mua chó đèn á, là chó đèn của nó là chó đèn caro, giống như của Liên Thái vậy đó. Còn cái chó đèn này là chó đèn của quay Thái 110 đó, nó khác. Còn chó đèn quay Thái 100 thì nó khó mua hơn. Cái này thì bị lai chó đèn rồi đó. Và cái này là lỗ, ba lỗ nè. Mình sẽ chiếu cho một lọt về ngoài. Mình chiếu ra ngoài nó xong rồi á, mình sẽ mở hết ở bên trong cho các bạn coi ở bên trong cái xe nó như thế nào. Đó, chiếu tay thắng, chó đèn, xi nhan, cầm bao tay bị hư, cầm này. Cái xe này là có dọn lại rồi nè, dọn lại hồi đó một lần. Cái này chủ xe thấy dọn cái quay Thái đỏ đen á, dễ thương quá thì người ta gửi vô, dọn full lại từ đầu. Và cái xe này là gửi vô trong tình trạng là còn chạy được, còn nổ máy được. Còn có nhiều xe anh em gửi vô thì cái xe là trong tình trạng là không còn chạy được và không còn nổ máy được ha. Bô này thấy không, chữ nghĩ gì hết. Rồi, chiếu cái đùm luôn. Chiếu cái đùm cút bánh trước, cút bánh sau, con tán, bát thằng sơn, bắt ốc ba con ốc này, là mấy cái điểm quan trọng để mà dọn xe. Chân thắng, tần số, ốc nắp nồi, tán trước, tán sau, cút bánh trước, cút sau, cút này đúng cút quay Thái nè. Rồi, và xe quay Thái 100 này á thì là máy nó là máy đầu lòng, nó đầu lòng gan nha, đầu lòng sắt nha, chứ không phải là đầu lòng giống Alpha. Rồi chào mọi người, mình sẽ ra. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì hôm nay là mình đến với chuyên mục là dọn quay Thái 100 Bình Định. Thì cái xe quay Thái này 100 này có gì đặc biệt thì là nó là phụ tùng Thái hết. Và máy của nó là giống máy Liêm Thái, là cái lòng của nó là lòng sắt. Và cái điểm khó của nó sẽ là chó đèn. Chó đèn trước, chó đèn sau, xi nhan trước, xi nhan sau sẽ là khó mua, bởi vì á đây, chó đèn của nó là chó đèn caro. Chó đèn của nó là chó đèn caro, cho nên là rất là khó mua. Và mình mua đúng mắc in Thái Lan. Đó, thì mình sẽ mở ra cho anh em coi cái chó đèn này nó khác biệt với chó đèn kia như thế nào. Đây, chó đèn này là chó đèn caro nè. Cũ của xe này là nó đi chó đèn bóng luôn, là cái đó là bị sai, không có đúng. Và cái đời quay Thái 100 này nó sẽ rất là khó, khó mua cái cặp chó đèn này. Còn những cái bộ phận khác mình có thể mua đúng được đồ Thái hoặc là mình thay thế được. Thì giờ đầu tiên mình giới thiệu với anh em luôn, đây là bộ dàn áo. Bộ dàn áo này là bộ dàn áo xanh nhớt. Đây, bộ dàn áo này là bộ dàn áo xanh nhớt của quay. Và mình mua tất cả là đều mã mắc in Thái Lan ha. Đây, cả đuôi về sau. Dàn áo của quay Thái thì nó khoảng 5 triệu, còn dàn áo quay Alpha Việt Nam thì nó rẻ hơn mấy trăm ngàn triệu gì à. Rồi đây, mắc in Thái Lan. Và tất cả mã miết bao bì đều mắc in Thái Lan hết, full hộp sách. Đó, còn mắc in Thái Lan luôn cho anh em coi. Thì mình và đây cái bô này cũng vậy luôn. Đây là cái vỉ bô nè, vỉ bô này cũng là mắc in Thái Lan luôn. Và nguyên cái set bô cũng vậy, nguyên cái set bô là em trai Hòa Mưa có thể lấy cho anh nguyên cái set bô không? Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu dàn chân trước. Dàn chân thì mình sẽ sử dụng là một cặp vỏ IRC xịn tồn kho. Tồn kho là sao, thấy nó cũ kêu tồn kho thôi, thật sự không có mơ ba đồ tồn kho què gì hết á. Đồ tồn kho mắc như quỷ. Rồi đây, đây là bô, cái bô quay Thái. Đây cái bô quay Thái đời 98 mắc in Thái Lan. Nó là giày hai vỉ. Rồi, cặp bánh thì niềng mình vẫn sử dụng là đúng niềng quay luôn.
Mắc in Thái Lan. Thì giờ mình sẽ chọn trước bộ niền và bộ câm ra để cho mấy em trai thực hiện đi bỏ rút câm. Đó là cặp niền nè, bộ câm nè, câm này mình mua câm Thái luôn nè. Câm này câm Thái thì mắc in Thái Lan thì nó sẽ ngã vàng chút, nó màu vàng vàng rất là đẹp. Rồi trong bộ câm này không thấy chân câm luôn. Rồi cặp vỏ nữa, cặp vỏ mình sẽ quăng ra luôn cho bộ phận lắp ráp mấy em trai đó đi vô vỏ vô đồ trước để rút gọn thời gian. Rồi đây cặp đầm đồ thì em trai hữu rồi tự thiết kế nha. Rồi thì bây giờ là mình đến đối phần cây sườn. Cây sườn là một cái phần quan trọng nhất của một cái xe. Thì cái cây sườn này cũ cái xe nó rất là mục và nó xấu. Thì cây sườn này mình đem đi mình bắn két trước. Mình bắn két xong rồi bắt đầu mình mới sơn lên thì nó mới đảm bảo được á là độ đẹp của cây sườn và độ bóng và cái nước sơn của nó mới giữ được lâu bền. Thì quay Thái 100 á thì là sườn nó màu đen, nó không giống với quay Alpha đó. Rồi cặp phuộc này á là ti của nó là ti 8 ly đó. Giờ mình vừa xé hộp xong thì cái ti này ở trong của nó là 8 ly thì mình sẽ thay lên là ti 10 ly đi, nó ngon và nó đầm hơn, còn ngon hơn linh nữa. Thật sự luôn, những cái cây phuộc này rất là yếu nhão nhẹt à đó. Thì khi mà đi mà chở hai đồ lại sập nguyên xe xuống luôn rất là quê. Thì mình sẽ thay thế là bằng một cái cặp phuộc ti 10 ly. Và những cái đồ mình sơn luôn cố định là ví dụ như nắp nồi, nắp nồi, nắp lửa, nắp ăn cá. Đó thì cái chữ Honda là nó phải cong, bởi vì đời này là đời xe nhập là chữ Honda nó cong. Rồi đến ghi đông, két máy. Cái cản sau mình sẽ mua là cản sau Alpha, bởi vì cản sau Alpha và cản sau Quay Thái 110 nó y chang nhau, nó không khác gì hết. Tùy xe với xe nào mình thích thì mình sẽ mua cản ZX, và cái xe nào mình không thích mình muốn dọn đúng dinh hay gì đó mình sẽ mua cản Alpha. Cản Alpha và cản Quay Thái nó giống y chang nhau hết. Rồi tiếp đến là một cái chân chống đứng và bộ dây điện sườn. Bộ dây điện sườn, dây ga, dây thắng, dây km, một cặp cao su gác chân. Rồi riêng cái cần thắng cần số này là bắt buộc phải mua là đồ mắc in Thái Lan nha, mắc in Thái Lan đàng hoàng. Còn cần đạp số cũng vậy, còn đạp số này cũng mắc in Thái Lan, và ngay cũng cả cục cao su này luôn đều phụ tùng mắc in Thái Lan hết. Nhưng mà cái chống nghiêng á, cần thắng cần số, chống đứng, chống nghiêng, cốt chống đồ mình tất cả phải mua mới thì nó mới đẹp và nó đảm bảo ngon cái xe. Rồi đây là một cái hộp đựng đồ, hộp đựng đồ của 110. Thì bộ khóa mình sử dụng tất cả mọi xe nha. Thì theo mình thấy, kinh nghiệm mình thấy á, là cái ổ khóa của dòng quay rim á, mình sử dụng 2-3 năm á, thì cái ổ khóa này mình lấy chìa nằm đúc vô cũng được hết. Cho nên mình tăng cái độ an toàn á, thì là mình mới mua cái bộ ổ khóa 8 cạnh này mình bỏ vô đây. Rồi bộ ổ khóa này lát nữa sẽ bắt trước luôn, nó ráp trước thì mình sẽ móc lên đây luôn cho nó gọn, cho nó khỏi lạc. Rồi mình sẽ giới thiệu những cái phần mà mắc của một cái xe quay, xe rim nó mắc cái gì. Rồi đây, ví dụ như là cái hộp này, cái hộp này là mắc in Thái Lan à. Đó, những cái bộ này là bộ mắc nè. Mấy cái xe quay Thái đồ nó hay mắc là nó mắc cái này. Đây, cặp cầm. Thì á, cặp cầm này thật sự luôn á, nó chia ra rất là nhiều đời. Sao em trai nhìn anh cười hoài em trai? Cứ lần nói là quay clip là nó cười à. Thì mình dọn á, tay đầu tiên là tay dọn á, là tay không có dọn theo phong cách tuồn kho hay là quần què gì hết. Tay chỉ dọn theo phong cách là mới, đồ dinh, chính hãng là được. Cũng không có cần đúng đời xe này, đời xe kia quần què gì hết. Dọn người ta nhìn được à, ta nói cái đó xe quay Thái. Và mình cũng không cần dọn đồ tuồn kho gì hết, cho nên cầm đồ mình cứ mua phụ tùng mới là được. Còn ví dụ dính vô đồ tồn kho, đồ tồn quần què gì, mấy thằng quỷ bán đồ phụ tùng tồn kho nó bán mắc quá. Đây, mắc in Thái Lan tiếp. Nhìn cái hộp là thấy chất lượng liền. Rồi đây là nút đề, nút đề, nút khởi động của xe quay. Rồi tiếp tới nè, cái này là cũng một phần là nặng ký nữa nè. Bình xăng con Thái Lan. Đây, bình xăng con. Đó, bình xăng con. Đây là bình xăng con Thái Lan. Bởi vì cái xe này ở xa cho nên mình sẽ sử dụng là một cái bình xăng con mới, chưa là bộ chế hòa khí đó.
Thì ở trong Nam thì mình kêu là bình xăng con. Mình sử dụng một cái bình xăng mới để chi đảm bảo độ an toàn cho xe. Và khi mà gửi ra sử dụng thời gian 1 năm 2 năm nó sẽ không bị luồn xăng, chảy xăng hay mọi thứ khác. Rồi, bỏ vào đây. Tiếp đến là những này là dàn nhựa, dàn đồ mình không cần giới thiệu. Rồi bây giờ đây là cặp tén cổ. Cặp tén cổ này luôn sử dụng mới nha. Cặp tén cổ này móc lên đây luôn. Rồi à, những cái xe tay dọn á, như là ví dụ như là bộ cao su chẳng 3, cao su, ốc, ắc nòng, phủ giữ chẳng 3 là bắt buộc phải mua mới. À, cốt bánh trước, cốt bánh sau, à, cốt chống đứng, cặp bao tay bắt buộc phải mua mới. Bao tay thì này mình cũng mua bao tay quay thái luôn để cho nó đẹp, đẹp trai. Rồi ống xăng này mình sử dụng ống xăng chính hãng. Ống xăng chính hãng thì nó sẽ có thêm một cái khúc dài này nữa. Và cái dây xăng, vậy dây xăng đỡ đang nào đá rồi đây, dây xăng mất in Thái Lan nè. Ở dây xăng mất in Thái Lan thì dây xăng mất in Thái Lan nó màu đen chỉ đỏ, rất là đẹp, nó giống như ống xăng Vin. Chứ mình mua ống xăng màu xám thì cũng không đúng lắm. Rồi này là cùi dĩa, ống chỉ cùi dĩa và con tán cùi dĩa. Này là cặp gù. Và đây là bộ bát tăng sơn là luôn ốc ép đầy đủ. Đó, những cái chi tiết nhỏ này tạo phần góp phần cái xe đẹp. Nắp bình xăng luôn mua mới nha, tay thắng, tay thăm dầu, bộ tem thông số. Còn bố thắng á thì xài bố thắng hãng, đi cho nó êm. Rồi, mình sẽ sử dụng là một cái ba ga là tôn nữa. Đây ba ga mình làm thì là ba ga này, ba ga là đặt làm riêng. Nó bằng 10 ly và nó xi inox rất là đẹp. Đó. Vậy là bây giờ là mình chào mọi người và mình tiến hành mình lắp ráp cái xe này. Rồi. Ôi, chào 500 em YouTube. Thì hôm nay là ngày mình ráp quay Thái Bình Định á. Thì mình up lên cho anh em coi khi mà mình ráp một cái xe quay Thái 100 thì nó sẽ có những vấn đề gì, và mình nói lên nỗi lòng của mình luôn. Ví dụ như là nhiều anh em hỏi là anh Tây ơi, sao em không thấy anh làm clip về xe này, anh Tây em không thấy làm clip về xe kia. Ủa chứ vậy, rảnh đâu làm, cũng có biết đâu làm. Chứ bây giờ nè, ví dụ vô thẳng đời chính luôn nè, như là giờ là lần đầu tiên ráp quay Thái 100 nè, đó giờ cũng chưa biết quay Thái 100 là gì luôn á. Thì bây giờ nó sẽ phát sinh ra một số vấn đề. Đây đầu tiên á, là cái xe quay Thái 100 này, cái dàn áo của nó hết 95% là nó giống quay Thái 110. Nhưng mà nó sẽ có một số điểm khác quay Thái 110 là gì. Đầu tiên á, là các bạn có thể chỉ mình chỉ cho các bạn nè, là quay Thái 110 thì nó có lỗ này. Quay Thái 110 là có lỗ này. Và cái dàn áo này á, là mình mua của dàn áo quay Thái 110 chứ không phải là mình mua của quay Thái 100. Bởi vì dàn áo quay Thái 100 mua không ra. Và nhất là bộ đuôi đèn sau cho đèn trước. Nhưng mà bây giờ là mình đã đặt mua rồi. Thì một cái xe gì dàn áo quay Thái á, thì tới 4-5 triệu một dàn áo. Nếu mình hỏi các bạn một câu á, cái tiền mà bỏ ra mua dàn áo ai chịu. Đó, như bây giờ là mình mua dàn áo 110. Tại vì mình trước khi mình dọn xe này mình có tìm hiểu kỹ thì đồ thực sự rất là khó mua. Thì nó sẽ khác một cái điểm là dàn áo này là dàn áo cũng 110 thì nó sẽ khác cái lỗ này. Cái thứ hai nữa là khác ốc. Cái bộ đồng hồ của quay Thái 110 á là nó không có ốc bắt cái chỗ đây. Còn bộ đồng hồ của quay Thái 100 nó sẽ có ốc bắt chỗ đây. Đó là cái điểm khác thứ hai. Và cái điểm khác nữa mà tại sao á mà mình ráp lên dày là phần cánh bẩn ngoài. Bằng cánh bẩn ngoài á, cánh bẩn ngoài là cái này nè, nó sẽ giống Alpha. Mình có mua một cặp bẩn của Alpha luôn. Cặp bẩn Alpha thì nó sẽ không có lỗ ở đây. À, cái lỗ này nè, ở trên bẩn Alpha nó sẽ không có. Mà bởi vì sao mà tại mua xào trẻ rồi 3-4 dàn áo vậy để làm chi. Thật sự là mua cái đồ bù tùng Thái của 100 này không có, mà trong cái đó đồ 110 rất là nhiều. Và cái thứ hai á, như xe này mình chưa dọn lần nào hết, người ta vẫn tin tưởng người ta đưa mình dọn bình thường. Và tại sao mình ráp hết dàn áo lên vậy? Giống như đâu phải là chưa làm lần nào là làm không tốt, hoặc là chưa làm lần nào là làm không có đẹp đâu. Mình vẫn có thể, chưa làm lần nào mình vẫn có thể xử lý tốt được cái vấn đề. Bây giờ ví dụ đây là một cái dàn áo. Khi mà mình ráp lên xe á, các bạn hay thấy mấy cái xe rim hay xe quay tới ráp dàn áo nó ôm á, là tại vì sao? Phía sau hậu trường á, phía sau ánh hào quang nó có mấy khúc cây đắng vậy nè. Cần chặt gì đâu, mẹ nó đúng thôi đó. Bây giờ là trước khi ráp, mình ráp dựng cái khung lên trước, rồi bắt đầu mình mới chỉnh sửa những cái phần nó không ôm. Ví dụ đây, hai cái miếng này, hai cái mu rù, hai cái đường chỉ mu rù là nó phải ôm khít như vậy. Và được thực hiện bởi bàn tay nghệ nhân của người đang quay phim á.
đó. Rồi đầu cái lường cũng vậy, cái lường thì nó phải ôm hết vậy, cái xe quay cái lường này ôm rất là khó nha. Cái lường này nó ôm hết, chỗ này nó ôm, rồi cái vỉ chỗ đây cũng được. Em trai ngồi đây em trai mới thấy nè, đó cái đường ngay chỗ đây nè, cái đường ngay chỗ đây là nó phải ôm hết vậy đó. Thì bây giờ mình ráp tiền áo hết, bắt đầu mình mài vũ nó, mình coi thử nó ôm hay không ôm, rồi bắt đầu mình mới bắt đầu mình làm. Mà nó bắt đầu gỡ ra hết, bắt đầu mình ráp, và em trai quay lại ngược qua đây. Và cái dàn áo này nè, mình mua đúng là dàn áo quay Thái 110 xịn, 5 triệu bạc một dàn áo. Nhưng mà các bạn có thể nhìn được khi mà ra nắng á, hoặc là ngay cả thời điểm này ở trong tiệm luôn. Đây mình giật cái xe qua coi cái dàn áo này nó hai màu rồi, giờ mình tính sao. Nếu mà muốn dọn một cái xe đẹp, khi mà dọn một cái xe đẹp 40-50 triệu rồi, giờ tới đây mà dàn áo mua mới nó hai màu, cái màu này nó sáng hơn và màu này nó đậm hơn, chiếu rõ ở chỗ đây thấy được không? Ok. Đó, rồi đây mình quay cái xe này luôn. Bật cái đèn chỗ đó lên mà. Rồi đây là cái màu này nó màu xanh đậm, cũng là màu xanh nhớt, mà màu xanh nhớt đậm. Cái màu này là màu xanh nhớt nhạt. Bây giờ muốn đều rồi sao? Bắt buộc là phải bỏ sơn lại cái dàn áo này. Em trai đứng xích qua đây một chút để em tiền nè. Đó, đây cái màu này là màu xanh nhớt đậm, còn cái màu này là màu xanh nhớt nhạt. Bất cứ cái dàn áo nào của xe quay, xe rim hay gì, nếu mà mua khác năm sản xuất có thể là nó sẽ khác mã màu liền. Đây là mua cùng nhà sản xuất nè. Đó, mà bây giờ màu này đậm, giờ màu này nhạt lên cái xe mình rồi nó như thế nào, rồi xử lý sao các bạn thử nghĩ đi. Rồi các bạn không biết là quăng bom ném đá nó sao, dọn xe mắc tiền để tiền, nó cực khổ nhiều cái lắm. Mà nếu mà muốn một cái xe đẹp á phải qua rất là nhiều giai đoạn, cho nên bởi vậy đó là lý do tại sao mà tay làm lâu. Lộ mà dày lắm tấn thì là sáng giờ lỗ là 7-8 triệu rồi. Mua 3-4 dàn áo, đây thêm vàng nữa nè, để mà thử vô cái xe này đó. Rồi ngày mai tay sẽ mua được một cái dàn áo đúng của quay Thái 100 luôn. Tay mua được đúng một cái dàn áo của quay Thái 100 thì bỏ vô cái xe này nữa. Rồi vậy giờ chào 500 đem vô đây, mình làm tiếp.